Xin chào mọi người, mình là một doanh nhân vừa mới lập nghiệp và mình đang dùng Samsung Galaxy Note. Xin chào mọi người, mình là một người thích hội họa, một người thích vẽ vời và một người thích sự tiện lợi và mình đang dùng Galaxy Note. Và đó, như anh em có thể thấy, có rất nhiều người có nhu cầu khác nhau và cùng sử dụng Samsung Galaxy Note. Vậy cái lý do đó là gì? Con Samsung Galaxy Note này có điểm gì đặc biệt? Anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là về con máy này, đây chính là con máy Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Thì như anh em có thể thấy, đây là một con máy cực kỳ cao cấp của Samsung nên nó sẽ có một thiết kế cực kỳ là xịn sò. Thứ nhất ở mặt lưng thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt lưng kính nhám giúp giảm tình trạng bám mồ hôi và dấu vân tay, tạo cái cảm giác nó sạch sẽ hơn. Và ở trên này chúng ta sẽ có một cái cụm camera được thiết kế theo dạng hình chữ nhật. Cụm camera này sẽ có thông số lần lượt là 108MP, 12MP và một camera nữa cũng là 12MP. Chất lượng hình ảnh của nó thì không phải bàn, bởi vì những con máy cao cấp của Samsung thì chưa bao giờ có một chất lượng hình ảnh tệ cả. Và ở mặt trước của em này, chúng ta sẽ có một thiết kế màn hình cong tràn sang hai bên, đem lại cho anh em cái trải nghiệm hình ảnh cực kỳ là cao cấp, cực kỳ sắc nét và nổi bật. Tiếp theo đó, ở dòng Note thì chúng ta không thể nào mà không nói tới chiếc bút thần thánh này. Có thể làm được rất nhiều thứ hay ho trên cái bút này. Đầu tiên chúng ta có thể để nốt văn bản. Đây, để mình sẽ nốt thử một đoạn cho anh em xem. Đó, cực kỳ đẹp, cực kỳ hay ho đúng không anh em? Tiếp theo đó chúng ta hãy cùng đi sâu hơn một chút về cấu hình của em này. Đầu tiên ở cái màn hình này chúng ta sẽ có kích thước là 6.9 inch, với tần số quét là 120Hz, tấm nền là Dynamic AMOLED 2X. Nó sẽ có công nghệ hỗ trợ là HDR10+. Và con chip của em nó được trang bị là con chip Snapdragon 865, vẫn còn khá là mạnh mẽ trong thời điểm hiện tại. Bộ nhớ RAM của em này sẽ là 12GB và bộ nhớ trong là 128GB. Kèm theo đó chúng ta sẽ có một viên pin là 4500mAh và công nghệ sạc là 25W. Và đó là một số thông tin khá là cơ bản về con Samsung Galaxy Note 20 Ultra này. Vậy anh em nghĩ sao về em nó? Anh em có muốn chọn mua nó với mức giá khoảng tầm 10 củ không? Hay là ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé.